Xin chào và xin chúc mừng năm mới tất cả các viewer của Hacom. Ngày hôm nay đã là mùng 3 Tết rồi và mình rất là vui khi mà tất cả mọi người có mặt ở đây để có thể theo dõi những video của chúng mình trong nhân dịp đầu năm như thế này. Không biết là các bạn đã đi quẩy được nhiều trong những ngày Tết này chưa? Hay là có bạn nào gặp phải cái tình trạng mà mình đã gặp ở đầu video, đó là đang vui thì đứt dây đàn như thế không ạ? Nếu mà có thì các bạn hãy xem ngay video này nhá, bởi vì mình sẽ mang đến cho các bạn một giải pháp, đó chính là chúng ta sẽ quẩy bằng những chiếc loa Bluetooth không lo ảnh hưởng về điện hay là không lo ảnh hưởng về những cái yếu tố khách quan đó, không hề bị ảnh hưởng đến cuộc chơi của chúng ta. Các tiêu chí để mình lựa chọn những cái sản phẩm ngày hôm nay để có thể giới thiệu đến mọi người thì nó rất là đơn giản thôi. Đó là khi mà chúng ta đi quẩy á, khi mà chúng ta cũng ngà say rồi, rượu vào lời ra rồi, thì có lẽ là chúng ta sẽ không quá quan tâm đến cái chất âm, bởi vì lúc đó chúng ta không còn đủ nhiều cái sự tỉnh táo để quan tâm đến điều đó nữa, mà chúng ta sẽ quan tâm đến ví dụ như là âm lượng của nó có đủ lớn để có thể hỗ trợ chúng ta quẩy ở trong một cái nhóm đông người hay là một môi trường rộng hay không này. Tiếp theo nữa, về cái khả năng kết nối của em nó có đa dạng, cái khoảng cách có rộng hay không, rồi độ kết nối có ổn định hay không để chúng ta có thể quẩy ở mọi nơi, mọi lúc. Tiếp theo nữa chính là cái thời lượng pin của chúng ta. Đó là các bạn sẽ quẩy trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu, xuyên đêm, một ngày, hai ngày hay là mấy ngày, đúng không? Đấy, nói trêu trêu như vậy. Thì đó sẽ là những cái tiêu chí mà mình sẽ đặt lên ưu tiên hàng đầu sau cái phần chất lượng âm thanh của em nó đó. Và ngày hôm nay thì mình sẽ lựa chọn cho các bạn tổng cộng là 6 mẫu loa Bluetooth ở đây, có kích thước từ to đến nhỏ và mức giá tiền cũng từ nhỏ đến to luôn đó, rất là đa dạng để có thể là phù hợp nhất với những cái nhu cầu của anh em nhé. Hai hãng ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu chính đó chính là hãng Sony và hãng JBL, cũng là hai hãng cũng rất là nổi tiếng trong việc sản xuất loa Bluetooth rồi, đúng không nào? Bản thân mình thì mình thích những cái nó hơi to to một tí nên chắc là mình sẽ review, ôi trời ơi, không vừa đến thôi, chuyển review em bé này trước nhá. Đây sẽ là em đến từ Sony, có mã đó là XB01. Thực ra mã của nó cũng hơi dài một xíu nhưng mà mọi người cứ gọi tắt là XB01 và tra như vậy là cũng có thể ra được em loa nhỏ xinh này nhá. Mức giá tiền của em nó cũng nhỏ nhất cùng với cái kích thước này luôn, đó chính là 739.000 đồng. Với mức giá như vậy thì các bạn cũng dễ dàng tiếp cận và dễ dàng sở hữu một em loa Bluetooth hơn, đúng không? Và chúng ta cũng không thể yêu cầu quá cao là một cái loa nhỏ như thế này chỉ có một loa ở bên trong mà nó có thể đáp ứng được một cái nhu cầu là khuếch đại âm thanh lớn trong một cái phòng rất là rộng lớn được, điều đó là điều không thể. Cái này nó chỉ phù hợp quẩy kiểu hai mình, ba mình thôi nhá, không hợp để quẩy đám đông đâu. Sony XB01 thì cũng sử dụng kết nối là Bluetooth đương nhiên rồi, bởi vì cái tên của em nó là như thế mà. Và mình đã test qua về cái khoảng cách kết nối ổn định thì mình thấy là nó khá là ổn định với cái khoảng cách đó là khoảng 20m. Mình đã kiểu đi qua studio xong rồi đi vòng vèo xuống cầu thang các thứ. Và khi mà nó ngắt kết nối thì nó sẽ kiểu dừng luôn và nó sẽ ngắt kết nối luôn với thiết bị chứ nó sẽ không bị chập chờn, cố gắng kết nối để cố gắng là cho ra một cái trải nghiệm âm thanh tốt nhất cho mọi người. Tiếp theo nữa thì mình cũng thử kiểu to cho max volume lên để xem nó có bị vỡ tiếng không, hay là cho bé volume để xem nó có bị noise, kiểu tiếng xì xì không. Thì em này vì âm lượng của nó khá là nhỏ nên là mặc dù là có cho max volume thì cũng không hề bị vỡ tiếng nhá. Và khi mà cho bé xuống thì ôi nó sẽ bị hơi noise một xíu, nó sẽ bị kiểu có tiếng xì 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 ấy mọi người. Đó. Nhưng mà nếu mà đi quẩy thì mọi người cũng sẽ chỉ nghe to thôi, đúng không? Không nghe nhỏ mấy thì thôi, cái đấy nó cũng có thể bỏ qua được, bởi vì mức giá của em nó cũng rẻ nhưng mà có hơn 700.000 thì mọi người không thể yêu cầu quá nhiều được. Còn thêm một cái yếu tố nữa mà thể hiện cái sự rẻ của em ấy nữa, đó là em ấy sử dụng cổng sạc đó là micro USB chứ không phải là Type-C như những cái loa khác ở đây. Nó cũng sẽ được tích hợp cả mic để cho chúng ta có thể khi mà đang nghe nhạc có thể nhận cuộc gọi và có thể xử lý luôn. Thì mình thấy là hiện tại hầu hết tất cả các loa Bluetooth hiện nay đều có thể trang bị mic cho các bạn để các bạn có thể dễ dàng trong quá trình sử dụng, nhỡ mà có cái một cuộc điện thoại nào đó thì mình vẫn có thể kết nối được với loa và sử dụng luôn để có thể nghe trực tiếp cuộc điện thoại đó, rất là tiện, đúng không? Con này thì quá rẻ nên là cũng không có nhiều điều để nói, chiêu một hai người thì được, chiêu nhiều người thì không nhá. Không rồi, em tiếp theo nè, một em màu xanh lơ đến từ Sony. Em này thì sẽ có 3 phiên bản màu sắc nhá, nó có cả màu vàng với cả màu đen nữa. Màu xanh này thì chắc là nhã nhặn nhất rồi. Em này sẽ có mã đó là XB13. Em này thì mức giá đắt hơn một xíu, nó là khoảng 1.2 triệu cho các bạn nhá, 1.2 triệu mấy chục đó, mình không nhớ rõ. Thì đó, nó sẽ dao động khoảng như vậy. Em này cũng sẽ chỉ có một loa thôi ở phía bên trên này, thì kiểu dáng của nó sẽ khi mà chúng ta đặt xuống thì nó cũng sẽ đứng như thế này thôi. Em này thì mình cảm thấy là cái chất âm của nó tương đối ổn, nó ở mức vừa phải, nó cũng có bass và nó cũng không bị kiểu cái gì, nó cũng không bị quá, nó sẽ ở mức vừa phải. Và để nghe nhạc kiểu mình nghĩ là những cái thể loại nhạc pop ballad
hay là nhạc kiểu rap nhẹ nhàng ấy, kiểu không có quá nhiều bass cho các bạn ấy, thì các bạn nghe cái loa này rất là thích hợp và giá cũng phải chăng vừa giá tiền khi mà khoảng 1,2 triệu đúng không? Em này thì khoảng cách kết nối cũng tương đối ổn định, cho nó kết nối khoảng cỡ 20m và mình cũng test tương tự như em XB01 kia. Và những chiếc loa này thì mình còn có thể kết hợp thêm với một cái loa cùng mã nữa để có thể tạo nên một dàn hai loa cho âm thanh cộng hưởng các thứ nó sập sình sôi động hơn. Em này thì cũng không bị noise hay không bị vỡ tiếng khi mà mình chỉnh mắc hay là min volume cả. Thế nên là mình cảm thấy hiện tại là trong tầm giá này mình cảm thấy rất là ưng em Sony XB13 này, các bạn có thể tham khảo nhá. Chúng ta sẽ có một một cái thiết kế mình thấy khá là ấn tượng đấy. Cái tên của nó cũng thể hiện luôn cái khả năng thiết kế của nó luôn. Đó chính là JBL Clip 4. Thì cái clip có nghĩa là chúng ta có thể treo. Đấy, treo bên hông như thế này. Nếu bạn nào bây giờ mình đang mặc váy thì mình không treo được thôi, chứ bạn nào mặc quần thì có thể treo được. Và chúng ta sẽ kiểu không phải lo về cái việc vị trí đặt để của nó, mà có thể treo vào nó vào bất cứ đâu mà các bạn thích. Em này thì mình không đánh giá quá cao về chất âm đâu. Thực sự là JBL là mình hơi thất vọng một xíu khi mà cả ba chiếc loa có mặt ở đây thì mình đều không quá hài lòng về cái chất âm ở trên mức giá. Em này thì có mức giá tận 1,6 triệu nha mọi người, đắt hơn cả em Sony XB13 kia nữa. Mình nghĩ là cái điểm đắt tiền của nó sẽ nằm ở cái phần thiết kế tiện lợi như thế này để cho chúng ta dễ dàng di chuyển. Âm lượng của em này đương nhiên là cũng sẽ không để quá lớn được. Em JBL Clip 4 này nó còn ít bass hơn cả em Sony XB13 kia. Và nhưng mà bù lại thì khi mà bật max volume thì em nó cũng sẽ nghe rất là dễ chịu và tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng. Và thực sự là mình cũng hơi thất vọng thêm một lần nữa về cái khả năng kết nối đến từ những chiếc loa của JBL. Nó vẫn là kết nối dễ dàng thôi, nhưng mà cái khoảng cách của em này sẽ là ngắn nhất trong 6 em. Mình nghĩ nó chỉ khoảng được 15 cho đến 16 mét thôi là nó đã bị mất kết nối rồi, mà nó kiểu rất là chập chờn đấy, kiểu cố gắng kết nối được thì lúc đấy mình nghe mình cảm giác nó rất là không thoải mái, thà nó ngắt luôn đi còn hơn. Về các nút bấm thì em này cũng là một em có những cái nút bấm rất là cơ bản thôi. Nó chỉ có nút tăng giảm âm lượng này, nút tạm dừng cái trình phát nhạc hoặc là cái video phát nhạc của mình, nút nguồn và nút Bluetooth để kết nối. Đấy, chỉ có thế thôi, không có nhiều cái sự không có nhiều option về mặt công nghệ trang bị trên em JBL Clip 4 này đâu. Đây chính là em đắt thứ 3 từ trên xuống trong cái danh sách ngày hôm nay, đó chính là Sony XB33. Đây cũng là một trong những em mà mình test đầu tiên, và mình cảm thấy khá là khó chịu với cái chất âm của em nó. Với một người tỉnh táo như mình, khi mà nghe quá nhiều bass như vậy mình cảm thấy hơi bị đau đầu nhẹ một xíu ấy. Nó kiểu áp luôn tất cả những cái tiếng còn lại, bởi vì bass của nó đập rất là căng luôn. Em này thì có hai loa nhá, mà khi mà bật lên đây mình bật cho các bạn xem. Ôi, nó có hai cái mắt ở đây, mình không hiểu cái kiểu thiết kế này cho lắm. Ấy, mọi người nhìn thấy không? Nhìn hơi sợ ấy, thà nó là kiểu RGB cả ở trong này đi thì nhìn nó đỡ hơn, chứ nhìn hai cái mắt ở đây mình giống như kiểu nó kiểu thiết kế cái màng loa thì mình thấy hơi giống hai cái mắt người, mắt cú ở đây này. Đấy, kiểu mình không thích lắm. Nhưng mà nhá, khi mà mình bật mắc âm lượng lên, bật càng to âm lượng thì cái lượng bay của nó càng ngày càng giảm, và mình cảm thấy là nghe càng to thì cái âm thanh nó càng dễ chịu cho người nghe. Và âm lượng của em này hai loa thì đương nhiên rồi, nó sẽ to hơn ba em ở đây khá là nhiều, và đặc biệt là khi bật to lên cũng không bị vỡ tiếng, và khi bật bé đi cũng không bị noise. Và cái khoảng cách cũng như cái độ kết nối ổn định của nó thì cũng sẽ tương tự như em Sony X13, và mình cảm thấy rất là hài lòng. Nếu mà nói vào trong tầm giá, nhưng mà phải nhắc đến tầm giá cho các bạn đã, em này tận 3,7 triệu đấy mọi người, đắt gấp đôi mấy cái em ở đây luôn. Chúng ta sẽ có một cái âm lượng lớn hơn, có một cái bass nhiều hơn về mặt âm thanh này. Ngoài ra thì nó cũng có thêm cả RGB nữa. Và những cái công nghệ ở trên này, trên nút bấm này cũng có khá là nhiều thứ hay ho. Nó có công nghệ kết nối một chạm kiểu NFC nhá, rồi là có thể kết nối với cũng có thể là 2 đến 3 loa để cho chúng ta tạo nên một dàn âm thanh nghe nó sinh động và nghe nó lớn hơn một xíu, giống như một cái ba sàn các thứ này nọ. Và đây nó cũng sẽ được tích hợp mic để cho các bạn có thể nhận được cuộc gọi khi mà nhỡ không có chỉ nghe nhạc, chúng ta có điện thoại. Đúng rồi, còn thêm một cái chức năng nữa mà mình cảm thấy là thực sự nó cũng không quá là cần thiết lắm, đó là cái nút live sound ở đây. Thì thực sự là cái âm thanh để chúng ta ấn vào nút này nghe nó chân thực giống như chúng ta đang nghe live, thì mình chỉ thấy là nó sẽ khác ở một chỗ, đó là nó có thêm một vài tiếng ồn kiểu như hiện trường ấy, âm thanh nó sẽ được boost lên một xíu, chỉ một xíu thôi ấy. Thì mình cảm thấy nghe như thế thì thà mình nghe kiểu audio hơn, tại sao mình nghe loa mình lại phải nghe live. Thế nên là mình kiểu hơi bị thắc mắc cái chức năng này trên em Sony X33 này một xíu. Tiếp theo chúng ta sẽ lại đến với JBL, và em này làm mình thất vọng nhiều nhất.
Em nó có tên là Trạc Nam, mà mọi người cũng biết là Trạc là một cái dòng loa cũng khá là phổ biến. Nhìn cái màu sắc đây mọi người, mình thấy là hầu hết bạn mình đều sở hữu một em Trạc, mình không biết là đời thứ mấy, nhưng mà cái kiểu thiết kế này nó khá là quen thuộc và hầu hết những người dùng loa Bluetooth đều biết đến cái dòng Trạc này. Nhưng mà mức giá của em nó nhá, đắt hơn em Sony X33 kia 200 là khoảng 4 triệu rồi. 3.999 là 4 triệu rồi còn gì nữa. Đó. Thì với 4 triệu các bạn sẽ có một âm lượng ok, lớn hơn em Sony X33 kia một xíu, nhưng mà khi mà bật to lên, trời ơi, nó vỡ kinh khủng. Nó vỡ theo cái kiểu là bass của nó vẫn to cùng với cái âm lượng như thế, và nó kiểu nó làm hơi khó chịu cho người nghe một xíu. Mình cảm thấy nó, những âm bass nó không còn kiểu ấm, nó không còn tròn nữa, mà nó sẽ chuyển thành những mũi dao sắc nhọn đâm vào tai chúng ta. Đó, nghe rất là khó chịu mọi người ạ. Còn nó cũng có khá là nhiều cái nấc min các thứ, thì nó cũng có thể đáp ứng được những cái nhu cầu kiểu nghe một mình của mọi người á. Và đương nhiên nó cũng gặp những cái tình trạng tương tự như một em JBL mình vừa giới thiệu trước đấy, là nó bị kiểu không ổn định lắm về mặt kết nối. Nó cũng kiểu bị chập chờn trước khi mà nó bị mất kết nối á. Điểm này thì mình cực kỳ không thích. Còn cái khoảng cách kết nối của nó thì cũng rơi vào khoảng 20m và cũng có thể đi qua các cửa, các ngóc ngách, các thứ luôn. Về những cái công nghệ đi kèm thì mình cũng khá là ấn tượng ở một chỗ, đó là em này sẽ có thể kết nối với mắc là 12 loa. Đó, nếu như những cái sản phẩm khác nó chỉ kết nối được 1 đến 2 loa, tạo nên một dàn loa mini như thế thôi, thì em này sẽ tạo nên một kiểu toàn bộ một dàn loa khủng 12 cái luôn. Đấy, mọi người có thể kết nối vào cái nút này, nút vô cực này, nhìn thấy là biết là nhiều rồi đấy. Chúng ta có thể kết nối mắc lên đến 12 loa để cho mọi người kiểu âm thanh vào 7.1 luôn, chơi game và quậy thì thôi rồi. Hello, hello, đây là đài tiếng nói Hacom phát thanh từ 43 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Mình vừa test cho các bạn một chiếc mic đến từ chiếc loa Bluetooth của chúng ta, đó chính là chiếc loa JBL Party Box On The Go. Đó, nghe tên là đã thấy kiểu party, đã thấy kiểu quẩy 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 rồi đúng không nào? Và em loa này thực sự là phù hợp để cho mọi người có thể quẩy ở những cái party rất là đông người, hoặc là ở ngoài trời, bởi vì âm lượng của nó to như chính cái kích thước của em nó vậy. Và mức giá của em nó cũng như vậy luôn, to như cái kích thước này vậy. 8 triệu đồng nha quý vị. 8 triệu đồng là quý vị có thể sở hữu được em JBL Party Box, mình tạm gọi tắt là như thế nhá. Đấy, bởi vì cái tên nó dài quá cơ. Đó, em này thì sẽ có 3 loa, sẽ có 2 bass và 1 treble cho mọi người. Ôi dồi ôi, âm lượng mà em nó bật lên thì quậy thì thôi rồi, âm bass cũng tương đối là ấm đấy. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có 2 chiếc mic đi kèm. Nhưng bởi vì là mình không phải Tuấn Hưng nên mình không cần 2 mic để nói và hát, nên mình chỉ lấy một cái ra để test cho mọi người thôi. Em này sẽ hát karaoke các thứ là phù hợp luôn, bởi vì nó trang bị sẵn luôn một cái khe ở đây để mọi người để kiểu iPad hoặc là điện thoại ở đây để xem được lời á. Đó, rất là tiện. Những cái trang bị đi kèm những cái nút thiết bị kết nối nhá, rất là đa dạng luôn. Với riêng mic này các bạn có đến tận 4 nút để tùy chỉnh. Thứ nhất là về mặt tăng giảm âm lượng này. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có điều chỉnh về echo này, kiểu cho nó vang 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 khi mà chúng ta hát cho nó hay hơn. Rồi là chúng ta sẽ có thể điều chỉnh được cả treble và cả bass nữa. Ngoài ra, nếu mà mic không dây không đủ để các bạn có thể kết nối gần nhau hơn được, thì chúng ta sẽ kết nối mic có dây với jack cắm ở đây nhá. Rồi tiếp theo nữa là các bạn muốn hát mộc hơn, hát acoustic, ok, có jack cắm tai nghe cho các bạn luôn ở phía bên này, và có một nút để điều chỉnh guitar âm lượng luôn. Wow, quá là nhiều cái gọi là cái sự công nghệ, cái gọi là cái sự tinh hoa hội tụ ở trong cái JBL Party Box này. Đó, em nó sẽ có 3 chế độ LED để kiểu quẩy theo từng nốt nhạc luôn. Đấy, mình bật cho mọi người thấy luôn này. Kiểu vong vong, kiểu sập sinh, đó, rất là nhiều cái để cho mọi người có thể gọi là hứng khởi để có thể sở hữu được em này. Ngoài ra thì em nó có thêm một cái chức năng nữa, đó chính là bass boost. Nhưng mà mình nghĩ là cái mức boost này nó cũng không quá đáng kể đâu, nó chỉ lên được một xíu thôi. Nếu mà ở ngoài trời thì gần như là cái sự khác biệt nó không có, để mọi người có thể phân biệt được. Thì cái nút này mọi người có thể bỏ qua, không quan trọng. Cái JBL Party Box này nhá, kết nối siêu ổn định luôn, kể cả cái mic. Mình test về cái khoảng cách kết nối của cả mic và cả kiểu thiết bị nhạc á. Mình đi ra kiểu ngoài khắp nơi mọi chốn khoảng 20m luôn, mic vẫn bắt, vẫn nghe được mic luôn. Và nhạc cũng vẫn thế, vẫn nghe được. Và nó không bị chập chờn khi mà chúng ta khi mà đến một cái khoảng cách nhất định, nó cũng không bị chập chờn mà nó sẽ ngắt luôn. Nó sẽ, mình thích cái kiểu đấy, gu của mình là mình thích cái kiểu nó phải rõ ràng, dứt khoát, rành mạch như thế, chứ đừng chập chờn, đừng mập mờ, đừng nhập nhằng. Đó, nói chung là khá là ưng. Nhưng mà cái mức giá em nó hơi chát một tí, 8 triệu. Mọi người cảm thấy sao? Với một cái chất lượng âm thanh sẽ có bass cũng tương đối ấm, nhưng mà khi bật mắc lên thì nó sẽ kiểu cũng hơi bị giảm cái độ ấm đi một xíu. Nhưng mà bật min thì nó cũng sẽ không bị noise cho mọi người, và phù hợp với cả quẩy rất là đông người.
Có một yếu tố nữa mà mình đã nhắc đến trong đầu video này, đó chính là cái thời lượng pin để chúng ta xem là chúng ta có thể quẩy được bao nhiêu lâu với những chiếc loa Bluetooth này. Thì thật trùng hợp khi mà em có kích thước to nhất và em có kích thước nhỏ nhất lại có cùng một thời lượng pin, đó chính là 6 giờ. Có lẽ là em này bởi vì dung lượng của nó quá là lớn, cái công suất của nó quá lớn, nó tiêu thụ quá là nhiều. Còn em này thì bởi vì kích thước của nó quá là nhỏ nên là nó sẽ chỉ lưu trữ được như vậy. Có lẽ là điểm trùng hợp nó sẽ nằm ở đấy, nó sẽ chỉ được 6 giờ thôi. Tiếp theo, một cái dung lượng pin khá là khủng, khá là ấn tượng đến từ em JBL Charge 5, đó chính là em này. Thời lượng pin lên đến 20 giờ luôn nhá, nếu mà các bạn sạc đầy và nghe liên tục. Khá là ổn đúng không? Bởi vì em này âm lượng cũng to đấy, to thứ hai sau em này thôi. Tiếp theo nữa sẽ là em Sony với thời lượng pin đó là 16 giờ, Sony XB33 16 giờ nhá. Còn em XB13 này sẽ là 14 giờ. Và cuối cùng là em JBL Clip 4 này sẽ có dung lượng là 10 giờ. Đó, đã tổng cộng cho các bạn. Mình thấy là tất cả những chiếc loa Bluetooth hiện nay thì đã đáp ứng rất là tốt những cái nhu cầu của chúng ta rồi. Từ những tầm giá rẻ hơn cho đến những tầm giá đắt hơn cũng sẽ có, và nó tiệm cận được đến cả như những chiếc loa kéo mà chúng ta gặp những cái anh chị đi hát kẹo kéo ở phố đi bộ đúng không? Đấy, ví dụ như con JBL Party Box này, đó, có cả mic luôn. Và ngoài ra thì cũng trang bị rất là nhiều những cái kết nối, có thể kết nối được với nhiều cái thiết bị khác nhau để tạo nên một dàn âm thanh này, hay là có đều có tính chống nước này, chống bụi này, rồi là cái độ bền cao hơn rất là nhiều rồi. Và đặc biệt là cái khả năng kết nối, độ kết nối Bluetooth tương đối là ổn định với một cái khoảng cách rất là rộng để chúng ta có thể quẩy ở những cái nơi đồng không mông quạnh, rồi là không gian rộng rãi cũng có thể phù hợp cho mọi người luôn. Còn về chất âm thì thực sự mình nghĩ nó sẽ phụ thuộc vào gu của từng người. Mỗi người sẽ thích nghe một cái chất âm nó thiên bass hay thiên trap hay thiên gì đó nhiều hơn. Và cái âm lượng cũng như vậy, nó sẽ phụ thuộc vào cái ngưỡng nghe của mọi người nhiều hơn. Nhưng mà đối với bản thân mình nhá, trong 6 cái chiếc loa ở đây thì mình cảm thấy là mình sẽ bị thuyết phục nhất với em Sony XB33 này. Em này thì nó khá là nhiều bass và rất là hợp để cho chúng ta đi quẩy kiểu EDM, nhạc sôi động, ba bùm ba sàn các thứ. Đó là sở thích của mình. Vậy còn các bạn thì sao? Các bạn cảm thấy là sẽ thích cái sản phẩm nào và cảm thấy kinh tế của mình phù hợp với những cái sản phẩm nào thì có thể để lại comment ở dưới video này chia sẻ cùng với mình nhá. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã rất là quan tâm, ủng hộ Acor và xem video đến tận giờ phút này luôn. Tất cả link sản phẩm của 6 cái loa này mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video nào cho anh em mà quan tâm, thì anh em có thể click vào đó luôn và ngay nhá. Còn bây giờ thì chúc mọi người có một cái Tết thật là an lành, thật là vui vẻ và có những bữa tiệc quẩy thật là cháy, thật là hết mình nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.